Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại cảnh một người vợ chuẩn bị bánh kem cho chồng. Ở nhà đợi chồng là thế để tạo bất ngờ cho chồng, thế nhưng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ khi người chồng không tỏ ý vui vẻ mà còn phớt lờ luôn người vợ. Theo đoạn clip ghi lại thì người vợ đặt sẵn máy quay tại một góc nhà, trên tay cầm một chiếc bánh kem đã thắp nến, chờ đợi sự vỡ òa hạnh phúc của người chồng khi anh trở về, thế nhưng mọi thứ lại đi ngược lại với tính toán của chị vợ. Sau khi người chồng đẩy cửa vào thì chỉ kịp nhìn qua người vợ và chiếc bánh kem một lần, mặt không biểu cảm và bước vào trong nhà một cách vô tình. Trong khi đó, người vợ vẫn đưa chiếc bánh kem lại gần cho chồng, mặt gắng gượng cười tươi nhất có thể. Lúc này thì người chồng di chuyển đã làm chiếc nến bánh kem bị vụt tắt, và ngay lập tức thì người vợ đã tìm bật lửa và bật sáng lên một lần nữa. Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội thì lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người. Nhiều người tỏ ra vô cùng đồng cảm với tình cảnh của người vợ. Bên cạnh đó thì có không ít những ý kiến thẳng thắn chỉ trích thái độ thờ ơ, vô tâm của người chồng đối với vợ của mình.